Ok anh em nha, tiếp tục ngày mới nha mấy bạn. Đó, sản phẩm lô ra rồi đó. Chúng mình cho bên nhân viên là lau chùi kỹ thật là kỹ nha mấy bạn. Và hát test chuẩn bị gửi đi về 66 Đồng Tháp nha mấy bạn nha. Ok anh em nha, cho lên xe, chuẩn bị giao về Đồng Tháp nha mấy bạn. Lắp giò nha anh em. Nói chung là sản phẩm ra là tất cả sản phẩm ra là đều bên anh em kỹ thuật được kiểm tra rất là kỹ, cho hàng từng chi tiết kiểm tra hát test đàng hoàng xong rồi mới chuẩn bị cho lên xe đó anh em, chứ không phải đơn giản đâu. Ok mập làm đại mập, ok anh em, rất là kỹ càng nha bạn, lên từng chi tiết nha. Cái này là bỏ toàn quốc luôn nha anh em, dưới miền Tây cho anh em nha, cửa hàng và cá nhân nào ha. Ok anh em nha, cuối cùng là mình đã đến nhà của ông anh khách ở 66 Đồng Tháp nha mấy bạn. Ông hát ông rất là ưng ý, hát rất là hay nha anh em. Nói chung là cái giọng hát của ổng là mình nghe mình đã phái rồi đó, người biết ca và chỉnh ca và kiểm soát cho ổng rất là dễ. Ok ổng rất là thích. Cái này là mình kết nối được với tivi đồ, nếu mà tivi nhà anh em mà có bluetooth là mình kết nối vô luôn, bluetooth qua luôn, khỏi cần hát bằng điện thoại, hát bằng tivi luôn. Tất cả sản phẩm đều là hai cây micro nha mấy bạn nha, chống hú cao nha. Ông anh khách cũng hát sát bên nhưng mà âm thanh nó rất cực kỳ luôn, cực kỳ hay luôn mấy bạn. Ok đó, sản phẩm chi tiết nha anh em ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị, nói chung là mình chỉ cách sử dụng đồ này. Cái này ca sĩ giữ nha mấy bạn. Tôi chờ về thăm em, sao ta thăm mấy ngày nơi thứ ta. Dòng dòng trong nước chân lắm nào, khi giáo hồn này đôi đưa về. Là hình thể ước áo, đau sát sắm chân dê đầm đầm nhà. Căng đỏ sang hồi dòng trong năm, em đỡ bên lòng cho dù tháng năm năm trôi. Hai người từng chưa đâu yêu, anh chẳng buồn thôi trong năm nhất tốt tương lai đò buồn cho ai. Ok mấy bạn nha, bây giờ là cho chủ nhà người kế bên và hát và tham khảo thử sản phẩm nữa, rất là hài lòng. Ok anh em nha. Rồi, tiếp tục. Cảm ơn mọi miền Tổ quốc nha. Ok, bây giờ lấy lúa sẽ đi về Sài Gòn thôi anh em ơi. Ok, thank you anh em toàn quốc nha.